Hàn Quốc vốn được biết đến là đất nước đi đầu trong ngành làm đẹp nói chung và ngành công nghiệp mỹ phẩm nói riêng. Mới đây, một bộ sản phẩm chăm sóc da có tên là Dakami, bộ sản phẩm bao gồm nước hoa hồng, serum dưỡng da và kem dưỡng da ngày đêm, được sản xuất với công nghệ Hàn Quốc vừa ra mắt trên thị trường, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng yêu thích làm đẹp. Dakami là một sản phẩm rất đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là nó được sản xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, gồm có tinh dầu nho này, tinh dầu jojoba này. Đặc biệt hơn nữa là nó có chất phytoxit là từ thông của Nhật Bản, bao gồm có 31 loại nguyên tố vi lượng, gồm có 28 loại axit amin và nhiều các cái vitamin khoáng chất khác. Chính vì vậy nó rất là có hiệu quả và dùng an toàn. Cái thứ hai, sản phẩm này thì là được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Vì vậy cho nên là nó có tác dụng để điều trị chữa nám, tàn nhang, chống nhăn, chống lão hóa rất là tốt. Được minh chứng qua thời gian, qua sự sử dụng đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam. Với các thành phần 100% chiết xuất từ thiên nhiên, đặc biệt sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo quy trình sản xuất đạt chuẩn GMP. Với nước hoa hồng giúp cân bằng độ ẩm và se khít lỗ chân lông, serum cung cấp dưỡng chất và vitamin giúp cải thiện làn da đen sạm cháy nắng, trở nên hồng hào rạng rỡ. Bộ kem dưỡng da ngày và đêm giúp ngăn ngừa lão hóa, làm mờ nếp nhăn, chống các tia UV từ ánh nắng mặt trời. Một khoảng thời gian không dài đâu, mình dùng thì mình thấy là nó có những cái thay đổi rất là rõ rệt ở làn da. Ví dụ như da bắt đầu sáng hơn. Điều đấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Ví dụ như trước đây khi ra khỏi nhà là mình phải đánh một lớp phấn dày hơn, thì bây giờ mình đã có thể chỉ cần rất là nhẹ nhàng sau khi buổi sáng dậy, sử dụng nước hoa hồng này, xong đến serum này, sau đó là bôi kem dưỡng ngày, là đánh một lớp phấn rất nhẹ, mặt trông rất là sáng. Nó được bạn bè giới thiệu thì mình biết đến Dakami, và sau một thời gian khá ngắn thôi mình sử dụng thì cái da của mình bây giờ này, các cái nếp nhăn cũng như là các cái rãnh cười này, nó đã giảm đi rất là nhiều. Da nó sáng hơn, nó mềm mà mịn hơn. Các cái vết nhăn này ở đuôi mắt cũng như là ở khóe miệng ấy, nó giảm đi khá là nhiều, khoảng được từ 70-80%. Lời khuyên từ các chuyên gia đến các chị em phụ nữ đó là nên có một chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, giữ tinh thần thoải mái vui vẻ, tránh căng thẳng. Kết hợp sử dụng bộ sản phẩm Dakami từ sớm sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa và sở hữu làn da khỏe mạnh và căng mịn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.